thế giới can qua ngàn muôn binh tướng xua ra chiến trường dốc lòng tranh bá đồ dương đeo câu danh lợi lắp trường nghĩa nhân gieo điều tàn khốc cho dân khiến lòng tăng sĩ băn khoăn lo lường Tiếc thay đạo nghĩa luân thường thánh nhân đã đi sạch đã giặt sẵn đường từ xưa bây giờ liếc nhìn thế giới can qua bây giờ là tất cả là ở ngoài trung đông nó chiến tranh quấn một cái là chưa từng thấy cái gì cha nọ bồng con vợ khóc quà tan nát sớm viền khổ dữ a à? nhà không kẻ ở ôi nói trước nếu chẳng tin lời gặp thiết tha Nó, quý vị thấy bây giờ là mèo kêu là bá tánh lao sao rồi bây giờ đã năm nay năm mèo rồi đến trường rồng rắn máu đào chỉnh ghê con ngựa lại đá con dê khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao khỉ kia cũng bị sáo xào canh khuya gà gái máu đầu mới ngưng thì à, quý vị thấy đó là năm nay năm mèo là lao sao đủ thứ chuyện nhưng lớp là động đất sống thần lớp là bể đập chết cái bằng tá lã trơn hết thằng Urena chưa đánh chỗ này chưa dứt chiến tranh kế nghe chỗ nọ khởi hành binh đâu bây giờ là tới nữa là có thằng Trung Đông thằng Hamas đó với thằng nó quýnh với nhau đó thì quý vị thấy đó nó thiệt chứ quý vị là những người mà đang chơi ở trên bờ biển như đi lễ hội đó, nhưng mà thấy tự nhiên trên trời mấy tên lửa nó bay cái ngàn cái ngàn viên tên lửa nó bay trên đầu quý vị thấy yên không nó tới cái bạn nó bất ngờ nó quấn vậy đó. rồi chết một cái thôi dân thường là chết là nhiều Mấy bữa nay là nó thống kê những người đàn những người mà đàn bà, phụ nữ á với những những đứa nít nó chết nhiều quý vị. À quý vị thấy đó bây giờ là nó khổ đủ thứ hết trơn. Mà mấy ông cứ là đem quánh hoài. Bây giờ lương thực là của những nước mà người ta làm đó là đâu có ấy được. Có nghĩa là nó không có đủ để mà cung cấp cho cho thế giới bên ngoài hiện giờ nó quánh như vậy đó rồi những cái lúa mạch ở bên Ukraine nó đâu làm được <laughs> thành ra là bây giờ nó bị gián đoạn cái phần đó Ấn độ không sản xuất lúa cái nó không xuất khẩu lúa gạo nữa bây giờ là những cái nước mà còn những dơ dét những cái nước mà có làm lúa gạo ra để mà nó mua để dự trữ thì quý vị thấy đó đức thầy nói là mẹo đã hết rồng bay dơ dẫn khắp hoàn cầu nghịch lẳng cùng nhau mẹo này nó hết rồi mà mà rồng bay dơ dẫn nữa. khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau lê văn trăm họ sáo xào rã rời phụ tử máu đầu nhuộm tuôn thường quá sức bắt cuồng tâm não quyết cứu đời dùng đạo phổ thông bây giờ là nếu mà cầu cho hòa bình là nó khó còn hơn là lên trời đó. cầu cho thế giới này nó hòa bình đó. những cái mà nước mà nó đánh Ukraina với Nga đánh hiện giờ là nó càng đánh lớn thêm nữa chứ không còn bánh đánh ít là đánh lớn hơn nữa đó, quý vị thấy nó là riết thì không còn súng đạn nào bắn riết nó lấy đem hạt nhân nó bỏ luôn thì thôi còn cái gì nữa thế giới này từ đây sắp đến thảm thê con lìa cha mẹ vợ kia xa chồng để chừng đến riệt diệt ngóng trong chắc rằng trời Phật không lòng từ bi đó. Từ đây sẽ lặn đi tới nữa Đến chừng nào lò lửa năm châu Dùng lên trái phủ cả đầu Chừng đi mới thấy việc đâu đã rồi Nó dùng lên nó trái phủ cả đầu như thế. Trung đông khởi chiến mà nó lan qua là Thằng châu Á nữa là rồi Trong thế giới này nó không còn nữa Thiên cơ biến đổi can qua gẫm trong thế giới còn đôi ba phần nó chết là còn có đôi ba phần gì như đức thầy nói cái đoạn giảng là trời già tay khéo khéo luôn sắp chi chua ngọt pha buồn lãng vui năm canh lúa những sụp sùi cảm trong nhân chủng lắm người dở dang sầu chung ta cắt tiếng than phù xanh kiếp có đoạn tràn thì thôi bon bon chuông dục mấy hồi rầm rầm sấm nổ trên đồi xa xa đầu canh này tiếng động bên nhà chờ ba canh một thì gà gái tan thì đức thầy đã nói thiên cơ cái mấy đoạn này là quý vị nếu mà nghe phớt qua là thì dường như là nó để nhị thế chiến vừa qua nhưng mà đức thầy nói là nó sẽ đảo lại iran như vậy nữa nó bắt nguồn từ cái năm mèo cho tới năm gà là mấy ngưng canh khuya gà gái máu đầu mới ngưng <laughs> đó giờ quý vị thấy đó là bây giờ là năm mèo nghe răng năm mèo rồi bây giờ nó bắt đầu nó khởi chiến nữa những cái tai nạn động đất sóng thần thì nó khởi quá nhiều bây giờ là trái đất của chúng ta nói chung là nó cũng già cỗi rồi nó cũng sắp rụng nó cũng nay mai thôi cũng tiêu rồi nhà khoa học nó thông báo là tới là 14 tháng 4 2029 nó có một cái tiểu hành tinh là nó 400 m là nó sẽ gia chạm vào trái đất là nó nói là nếu mà nó mà gia chạm vào thì <laughs> nguyên mặt trái đất nó cháy nó cháy dữ dội nó quý vị thấy đó là ngay ứng nghiệm là ngay rang là năm 29 là năm đó là năm gà luôn thân gà dạ khỉ đấy trừ thì là ngọn lửa mới từ dịu tan thân con gà là cái năm con gà dạ có nghĩa là trong cái tháng mà tháng khỉ thì là ngọn lửa là mới từ dịu tan mới hết bữa nay nói ra để cho quý vị nghe những điều này không phải là tôi muốn nói thiên cơ hay là hù dọ nhưng mà nói cho bá tánh như là bà con biết như tôi cũng có kinh nghiệm thêm những cái mà bà con chia sẻ lại cho tôi là phải ráng tu hành niệm phật chứ không phải mình nói thiên cơ để mà hù dọ hay là làm cái gì thì thưa quý vị nếu mà người mà đi đám dỗ mà thấy mà trời chuyển mưa ta chạy riết về nhà quý vị chứ không đi tình tan nữa còn nếu mà thấy trời không mưa trong gieo thì cứ đi lai rai vậy mắc mớ gì phải chạy nhưng mà cái bây giờ là thấy chuyển mưa quá chuyển rồi phải chạy riết gì nhà thôi bị mất mưa thiên cơ cũng vậy đó. <laughs> như đức thầy nói đó, thiên cơ là kinh nghiệm chứ không có gì hết kinh nghiệm để mình biết trước đó mà mình lo tu hành chứ không phải là nói ra để mà hù dọ hay là này kia rồi chứ nhưng mà đức thầy nói là thiên cơ được lệnh nên ta nói là đức thầy mới có quyền nói nhưng mà mình có thể thể mình luận lại thiên cơ để dạ lão thời yên thân đời cùng còn chẳng mấy năm khắp trong các nước thay nằm bằng non luôn <laughs> cha thì chẳng thấy mặt con vợ thì chồng chẳng được còn tại gia thấy đời ly loạn bất an khắp trong các nước nhộn nhàng đau binh kẻ thời phụ nghĩa bố kình người thời trung hiếu chẳng dình dạng hay nên điên khuyên nhủ bằng nay xin trong lơi thứ ngày rài tĩnh tâm cơ thâm thì quả diệt thâm nào trong sách sử có lầm ở đâu người khôn nghe nói càng rầu người ngu nghe nói ngửa đầu bể bắt non tầng quân khuyên tham báo xa gần cũng qua tranh phân cho rõ tại ba cùng nhau giành giật mới là thay phơi như là ông nói là buổi nhập trệt tuyệt trải qua tràn pháo khói mịt mù dân sát đầy đường người đời nay như ngựa buông cương khó dừng lại gió cu lục bục cái mặt nước biển lô nhô lặn hụp chim đua bay cá lại tranh mồi ngọn thủy triều nô nước sụp sôi bầu trái đất một phen lương chuyển đó quý vị thấy đó là người đời nay như ngựa buông cương là nó có thật quý gì là nó quýnh là đến đổi mà tàn sát dân lành như vậy đó. những người mà đàn bà những mà đứa trẻ thấy đứa trẻ nó là nó bư bư trên đống đổ nát đó, lấy cái tay không mà nó bư bư nó kia nó kiếm cha mẹ nó bị chôn vùi còn ông đó thì ông bư ông kiếm mấy bầy con mấy đứa con ông là nó bị đè vô đó bư là cái hy vọng tia nhỏ nhoi thôi nhưng mà lấy cái tay nó bư vô cái đống bê tông nó thấy bư nổi không nó quý vị thấy đó là cái khổ này á nó sẽ là nếu mà nó im á là chắc là nó khó im lắm nếu mà nó kêu nó ngưng lại là nó khó ngưng lắm những cái nước mà cũng như là iran ai cập nó tuyên bố nếu mà có một nước thứ ba xâm nó vô đó là nó, nó, nó quýnh thì quý vị thấy ai bên vô là nó nó quýnh luôn ở bên bản hồi giáo là nhiều nó gọi là thánh chiến thánh chiến có nghĩa là nó quýnh nó giết được nhiều người đó là thành nó thành thằng thành gì đó nó cái là cái thiện kiến sai lầm cái đó là chi kiến sai lầm mà nó không hay có ai giết người mà lên thiên đàng đâu nhân quả gì kỳ vậy nếu vậy thì người hung sống với người ác sống với người hiền đâu còn nữa quý vị nếu vậy là nhân quả đâu còn nữa bởi vì là nó nó mê tín như vậy bây giờ nó gây ra đại họa bây giờ nó chết chóc một cái chưa từng thấy mà nó đâu có thấy cái chuyện người ta khổ nó đâu có thấy đâu nhưng mà quý vị là ở đây đó ở Việt Nam mình đó, nó là còn khỏe nhìn thấy đó chắc mình nghĩ chứ không có tới mình thì cái nam việt dân tình mãi thung dung chẳng lo tu tỉnh tròn chân lý để nước đến trơn mới nhảy đùng nó nhảy đùng ắt phải lọt ngoài sâu chẳng gặp xuồng ghe chưởng mới rầu làm sao lo liệu tu cho kịp bập bẹ nam mô cũng nhọc cầu nó thí dụ nó quýnh bất ngờ đó tên lửa tự nhiên nó bay trên trời mà lừ sao quý vị niệm phật kịp không chắc niệm kịp vài câu đó mà lo sợ không chứ đâu có niệm ở trong tránh chánh niệm tránh định mà niệm trong cái lo sợ đó thì niệm cái niệm đó thì cũng được đi nhưng mà một cái nữa là lo cho vợ mình không biết nó nổ đằng kia cái binh 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 nữa vợ mình nhà mình con mình không biết cái đẳng nó làm sao rồi mình ngồi ở đây nó mình chạy về sợ đạn nó bắn chúng chết thì mình nghĩ là mình cái đó niệm phật được không mình tu được không bởi vì có cái câu ông thịt sĩ nói là chết bắt đắc đầu kham niệm Phật và lãng tâm đạo đức sao sông. Chi bằng trong lúc sự không trì tâm niệm Phật gia công tu hành quý vị. có nghĩa là mình hiện giờ mình đã mắc nhìn ngoại quốc thảm thê hết rồi. Nam bang cảnh khổ thì cũng kệ bên tai thôi. Chứ đừng nghĩ mình không có. Thì ở đây mình ráng niệm Phật tu hành mới phải chứ. Để nước đến chân mới nhảy sao kịp thì thưa quý vị bây giờ là mình phải ráng tu ráng niệm phật quý vị nếu mà chờ nữa là không có kịp đâu thời gian nó không có chờ mình đâu thí dụ như thi cơ nó không tới chiến tranh nó không tới nhưng mà ở tính mạng mình hàng ngày hàng giờ hàng khắc luôn mình không biết chết giờ nào đức thầy nói là đố ai biết đặng ngày mai ngày nay yên tĩnh chứ ngày mai thảm sầu từ rài gặp cảnh buồn rầu từ đây tới sau là khổ lắm thấy biển khổ đau an lòng đặng sông thiền ra cứu vớt sanh linh miễn sao bá tánh dạng mình hết cơn bệnh khổ hết tinh đạo tà hết cơn bệnh tật hết tinh đạo tà bây giờ thì bệnh nó tràn lan cái bằng cái bệnh mới mới không chiến tranh thì nổi lên mà cứ mà những cái tai họa của ách trời nạn nước đó thì cũng nhóc cũng chết nhóc hết trơn bây giờ chiến tranh nữa ôi khổ thảm bốn bề sống dậy dòm lừng trời lửa cháy liên miên tiêu điều sản giặc điện duyên thần thông biến hóa dưới miền trung ương là nó phải tới đó thôi thì trong giảng nói rất là nhiều nói về năm dậu gì năm rồng năm dậu nhấn mạnh năm rồng là nó nguy hiểm lắm con rồng mới nữa gút nanh mà trong bá tánh thắt thanh hải hùng Đó. hay là năm thìn bước tới thiệt là rồng nanh gút dễ dùng nổi long đông chiến tranh thảm khốc toàn lê thứ Đó. chiến tranh thảm khốc toàn lê thứ năm rồng thì quý vị nghe đây là không phải là lời tiên tri gì nhưng mà đây là tôi đọc trong giảng ra đức thầy đã nói các vị thánh đời trước nói mình chia sẻ kinh nghiệm với nhau để mình lo niệm phật mình lo tu hành như là mình thấy được cái chuyển mưa nó thiểu thẳng mưa tới mình phải chạy riết về nhà phải dán niệm phật tu siết để mà mình tránh được cái đại nạn này nếu mà nó không có nếu mà có chết á linh hồn nó cũng nhẹ đức thầy mới lên trên đài cao gọi các linh hồn Giác đức thầy kêu lại là lập hội long qua Nó quần hồn lại cho sống ra thượng cổ là người hiền người tu còn những người ác đức thì họ tiêu sát luôn tiêu hồn luôn là nó thành cho mặt vừa chôn luôn là nó thành bùng thành đất làm cây cỏ trơ trọi giữa trời dạng kiếp thu nhưng không còn làm người nữa không khó lắm làm người được là mai muôn thở vì đời xưa đã có nghiệp lành ngày nay quyết chí tu hành tất là sẽ được trở thành phật tiên mình còn một bước nữa mình lên là lên, lên, lên trên đó. mình ở giữa chừng thang không lên không trên mà không dưới nhưng mà mình bước lên nữa là tới trên một bước leo bờ mà thoát khổ nam nhân chi trí hải đâu là quý vị thấy đó. vậy là mình cũng phải cố gắng niệm phật hàng ngày quý vị thí dụ như là không có thi cơ nếu không có chiến tranh thì cũng phải tu bây giờ cái chết không biết được thời gian đợi gần tống linh sàng thời muộn gần sắp chết tâm thần luôn cú đâu dễ gì niệm tưởng di đà có nhiều người phật chẳng nhớ ra chết mê sản hoặc là bắt thắt đắc như thế tắt nhứt đường tiên phật dầu lai xanh cũng chắc vô duyên khó được nghe lời phật pháp triển kiếp luân chuyển nói liền không hở trễ một phút khốn nghèo một phút bóng âm dương dùng dục bay qua nạn tai chết chóc xảy ra người ơi sớm tỉnh để mà tu thân bây giờ là bóng âm dương là ngày nó qua tháng là qua nhanh lắm quý vị trời sáng ra kế lại thấy chưa rồi năm cũ đó rồi qua năm mới mười hai tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng chống đổi thay nẻo phù dân phú quý nay mai luôn với chuyển dời qua đổi lại Cõi ta bà mấy ai tồn tại sống dư trăm như tuổi lão bành Đời hạ quân hay chết tuổi xanh Như thở trước nhan hồi còn trẻ Miễn cho được ngày hai cơm tẻ Buổi bằng hàng đẳng có tu thân Nhờ ơn trời ban bố đức ăn xem phong chung cuộc phong thần tại thế Chữ những kẻ hung ngăn tồi tệ thưởng những người trung nghĩa vẹn toàn Ra kệ này hai chữ bảo an cho trần thế được tâm thanh tịnh tại sao mà đức thầy nói là ra kệ này có hai chữ bảo an bảo có nghĩa là bảo bọc chở che an có nghĩa là an toàn mọi sự đó coi như là có một người đó hỏi đức thầy nói tín đồ ngày đông như vậy sao tới tục cuộc thiên cơ biến chuyển ngày sau che chở các tín đồ ngày kịp cái đức thầy mới nói như thế này ông nói tôi mà làm được ra cây dù không lẽ tôi che cây cán kèo cây dù không nội không được sao Nó có nghĩa là lập được cái đạo mà không lẽ là tôi che chở tín đồ tôi không được sao là có nghĩa là người tu chân chánh đức thầy sẽ che chở được hết là ra cái này hai chữ bảo an là có nghĩa là bảo bọc chở che an có nghĩa là an toàn mọi sự là bảo bảo đảm hết những người tu hiền sẽ có đức thầy ủng hộ hết <laughs> tuy là hữu ảnh vô hình chớ văn lòng tưởng sân trình đáo lai quý vị nó thiệt chứ có nhiều lúc là mình tu hành như mình nhịn nhục hay là mình tu mình có thể mình vượt qua được cái cảnh khó của cái sự tu mà tự nhiên thấy cõi lòng mình nó an là nhưng mà cái là thấy thầy mình cũng như là gần bên mình như đức thấy thức thầy vui quý vị bởi vậy là đợt này khuyên quý vị bà con anh em huynh đệ ráng tu niệm chứ đừng có nói này nói kia như là <laughs> nói vấn đề ông thanh sĩ này kia rồi thôi kệ đi cái chuyện đó để sao đức thầy mình mình lo còn mình tu mình lo tu đi nhất là mình phải ráng giữ giới là hàng ngày đó đức thầy nói như thế này nó quý vị khẩu nghiệp các trò còn nặng nề hơn hết có nghĩa là cái miệng lưỡi của mình nó còn nặng nề dữ lắm hãy lấy gươm trí huệ mà dọn sạch ma lòng hãy lấy lòng khoan dung mà đối đãi lẫn nhau, hãy lấy lòng bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người, cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật, ráng sức thi hành sẽ có thầy ủng hộ. Vô ngã có nghĩa là không có cái ta. Đó. Vậy mà có ngày đó này kia hoài, hay thay, thời gian mình nói qua nói lại như vậy, thì mình lo trau sửa tâm mình, ráng niệm Phật để công đức mình nó cao hơn, để mà mình tới cái, cái lúc mà tàn tiêu thế giới chỉ như những cái đức phước đức cái phước nó che chở mình thôi chứ không có gì che chở không có cái nhà không có lời cao tiếng thấp không có cái đống vàng không có cái đống bạc không có vài trăm công đất vài chiếc máy bay vài chiếc xe mà nó che chở mình được đâu kia mới hưởng trường tồn được chỉ có phước đó, là mấy là với đức là mấy có thể là che chở mình được chứ mấy cái đó là giả tạm không một thời gian rồi cũng bỏ thôi mình chỉ tạm mượn nó thôi với những cái nói nặng nó nhẹ nó chút xíu nó cũng qua hết thôi quý vị nếu nhịn được chứ nếu mà không nhẫn nhịn thì phải là cái chuyện nó kéo dài hoài <laughs> đức thầy nói nhẫn nhịn ác không chuyện kéo dài là như vậy có nghĩa mình nhịn với nhau mới được đức thầy nói là cũng bung sao lại khuấy bung một bầy ngơ ngác cõi tùng còn xa sao mà cũng bung có nghĩa là cái nồi lớn mà sao khuấy cái nồi lớn hoài có nghĩa là người mình cũng là anh em không mà có chuyện với nhau hoài đức thầy sao vui được thì mong huynh đệ anh em là hãy ráng keo sơn đau cật liền lưng thấy trong bá tánh nửa mừng nửa lo mừng là mừng việc hay ho lo là lo việc ốc sò trải qua gì bởi vì phải keo sơn đau cật liền lưng thấy đoàn kết lại để mà truyền bá cái giáo lý của phật của thầy để cho mọi người biết lo tu hành <laughs> để tránh cái nạn khổ nó sửa sạn tới nó quý vị thấy bây giờ còn dấu chi đâu từ đây tới đó không lâu mà chờ năm dằn nhiều nỗi bơ dơ bước qua năm mẹo như tơ rối cuồng năm mèo tháng mẹo chưa buồn năm mèo tháng hợi lị tuôn dầm về vậy mà chưa mấy ủ ê trung ương rồng lộn ê hề thay thi mèo kêu tới riết sầu bi chừng heo về ổ, dậu thầy bình an, dậu thời bình an. Năm dậu. Chừng heo cắn ổ hiềm thù mới yên. Là năm dậu, năm đó là hứa hẹn là năm dậu. Dậu Phật ra đời thế giới bình an quý vị. Thì à, có nhiều đoạn giảng à, của người xưa, với giảng Đức Thầy đã nói năm thìn mà kéo tới năm dậu thì nó quý vị thấy nó là nó nguy hiểm, tới năm dậu là nó dứt luôn. Như tứ thánh nói là chừng nào dứt giặc bảy năm, ông bà ăn Tết một năm vui mừng. Thiếu chi kẻ dọn người bưng. Chừng ông về tới là mặt dưng chẳng còn, ở chú cổng con, chừng cha về tới rạch tàu mòn rã tiêu, đối ăn rau muống rong riêu, chừng cha chừng ông về tới dựng niêu cấm cờ. Có nghĩa là mình phải ráng ăn chay niệm Phật, chờ để mà ngài hoặc trời xuống phân định thấy vậy chứ Phật trời phân định một giờ là xong cái gì thấy vậy chứ nó xíu là rồi nên đức thầy nói ta dừng tay chờ đợi lệnh thiên có nghe chờ lên trời đó đức ngọc đế xử phân cho chúng đêm dài dặn cạn dầu tiêm lụng chẳng thấy ai tìm kiếm bóng trăng để làm cho mít bụng chị hằng nơi cung nguyệt chờ trong mõn dạ thiếu chi kẻ đặng chim bẻ ná hiếm bao người đặng cá quên nôm ưa đồ ngon đút nhét này bờm đầy mồm quý vị bởi vì thưa quý vị ráng thí dụ anh em mà có làm được cái gì đó để mà xây sở lo tu hành mình phải vui mừng vì là anh em mình đó như vậy như vậy mới đúng mới là trong cái đường tu của con người quý vị còn nếu mà may mình thấy là người khác hơn mình mình không chịu là mang tánh đó rồi quý vị xong bây giờ là thế giới bi chẳng nói vắng dài Phật nọ tức tâm là cọp với beo tranh đua qua dũng thắng nát mình bại cũng trần thân thằng uh, israel với mấy thằng kia nó quánh nhau đó là không ngoài là cái hai cái khối quý vị ông nói cọp với beo tranh đua qua dũng là quý vị thấy trên thế giới là chỉ có hai khối một là khối xã hội chủ nghĩa hai là khối đồng minh thôi quấn với nhau chứ không ai Thì đứng sau lưng bắt đầu nó quấn hoài có như nga với ukraine vậy đồng minh của mỹ bắt đầu là nó hỗ trợ cho ukraine quấn hoài thì cọp với beo là nói như là, là hai bên vậy đó tranh đua qua dũng thắng nát mình bại cũng tràn thăng luôn mà nhưng mà có một cái này nó quấn với nhau nó chết không nói đi những người dân thường chết một cái là chưa từng thấy như hiện giờ ở bên Hamas vậy đó là quý vị thấy ở bển bây giờ là nó chết cho bạn nghe thôi người dân thường chết nhiều nó quýnh với nhau mà mà dân chết nhiều quý vị khổ vậy đó chứ phải nó quýnh nhau nó chết thì dân thường không chết thì mình cũng không muốn nói chi nó quýnh chạy nhưng mà cái này là thôi rồi quýnh như là lương dân than thở nơi nơi luôn tiêu hết bây giờ di tản một triệu mốt người không di tản nó bắn chết chịu gì đó gặp tôi tôi cũng di tản luôn đi chỗ khác chứ ở đó sợ được đó. <laughs> quý vị thấy đó bây giờ mà nếu mà không có lo tu hành mà tới rồi tới chuyện nữa là rồi niệm phật không có kịp nó không có được đúng không vị ví dụ mà đạn ba trên đầu nhóc chân như mà niệm phật thì thôi niệm trong lo sợ không nó chia bằng trong lúc sự không trì tâm niệm phật gia công tu hành lúc mình ở không nè mình niệm phật trong thanh tịnh vắng lặng trong an nhiên tự tại như vậy có sướng không chứ để lo sợ mà niệm phật thì sao mà được có thật cảm phật ngài mới ứng niệm lơ là phật chứng vào đâu với người đã rớt sông sâu không cần kêu cứu ai hậu cứu cho niệm phật chẳng béo no chi phật phật cũng không mong nhắc đến tên chúng sanh muốn phật vớt lên thì là mới gọi kêu tên phật ngài phật nguyện độ muôn loài dặn vặt khi ai nghe nghe ai có cầu sinh phật thêm động tánh bi tình như là mẹ thấy con mình lâm tay Phật nhất định không sai lời nguyện nhưng chúng sanh phải niệm chí thành đó, chỉ cần một niệm trọn lành thì là được Phật thân hành đến ngay hoặc chuyển niệm một lời chi cả lòng thường hay có dạ từ bi chẳng ai chẳng nhiễm vật gì thì là được Phật hộ trì ngày đêm niệm ở trong lo sợ như vậy thì Phật sau mà cứu được chỉ có một niệm là thành lòng là mới được cái gì chắc đó trong cái lo sợ mà niệm Phật thì thôi rồi Đức Thầy nói là trời Tây chúng nó hùng hào Đem lòng gây gỗ máu đầu mới tu Bây giờ ở bên kia là nó hùng hào dữ lắm Cầu trời cho chúng qua tru Thế gian yên lặng hát tuồng thải ca Mình cầu cầu chứ ngày nào cũng cầu Nhưng mà nó thể chứ nó quánh thì nó cũng quánh hoài Một người đỡ Ba bốn người xô Sau một người dịnh một Người đỡ nó chịu nổi Sớm muộn thôi chuông kia treo sợ chỉ mành chẳng lo thân phận mà lo dành bướm ông hiếu chung phải liệu cho xong để chừng gặp chúa mới mong trở về đó, bây giờ như là địa tiên tài phép đa đoan bây giờ nó tài phép đúng cái gì nó bắn bằng đêm là Iran như là pháo bông hai bên nó bắn với nhau tên lửa nó bắn vào bằng sáng trời cho bằng đêm nhưng mà cảnh khổ nó đã tới rồi mình ở đây thì cũng phải ráng chuẩn bị tâm lý lo niệm phật làm lành phải ráng đợt cuối mình bây giờ nói chung cũng hay lắm cũng hên lắm cũng nhào vào cái chỗ là mình như là mình hốt hồi chốt cái gì thường thường ta chào hội ta hốt cái đầu thì nấy chứ hốt hồi chốt cái tiền nhiều quý vị bây giờ là như tôi là là tu trễ nhưng mà dáng tu đợt cuối này cũng như mình hốt hồi chốt rồi có như là mình tu là cái như mình đạt luôn à tới luôn à tới luôn là mình qua cái đời khác luôn mình hưởng luôn sướng chết mà không chịu tu nữa thôi rồi. Thì uh, quý vị <laughs> cùng tôi phải ráng niệm Phật. Nhất là phải nhịn nhục kệ đó. Nhiều khi nói một hai câu nói cũng phải ráng nhịn. Nhịn không phải là mình nhục mà trong cái lúc mà mình mà cái cái lúc mình mình nhịn được qua cái thời gian đó rồi tự nhiên thấy coi lòng nó thanh thản liền. Nó càng nhịn nó nghiệp càng không dính. Đó. có nghĩa là mình nhịn nhiều thì tốt nó bây giờ là mình chỉ còn một nước thôi là mình lo niệm phật làm lành lo nhịn nhục ráng giữ giới hàng ngày để mình chờ nó nó chuyện nó tới thì nó tới chừng nào nó không tới mình cũng phải tu như vậy đó quý vị như ông Thanh sĩ nói nhiều đoạn nghe nó hay nếu nhắc tới nhắc lưu hoài thế nó cũng kỳ à, thưa quý vị là cái mà tai họa ở thế giới này không phải là do trời phật đâu quý vị mà cũng do nghiệp quả của mọi người cũng vì nghiệp quả nó chín mùi rồi nó phải trả cũng như lệ tam thế chiến này nếu mà liên hợp quốc nó đứng ra càng can chứ bảo đảm quý vị luôn là can không được đâu bị lý do là nghiệp nó đã tới rồi nghiệp của mọi người đã tới rồi cũng giống như là để kể một câu chuyện thế này là giống như dòng họ thích thở xưa vậy. Đó. khi vua lưu ly đem quân qua đánh đức phật phải ngồi ba lần ngồi gốc cây khô để mà cản ngăn vua lưu ly đó quý vị nhưng mà đức phật thấy một lần thứ ba đó là cái quan tể tướng của Ly á là nói là đợt này mình phải quýnh ban đêm đi ban đêm là ông cụ đàm là là ổng không có cản được thì quyết định lần đó là đức phật thấy vậy mới là nghiệp nó tới rồi đức phật phải nhập định đức phật nhập định để cho mà dòng họ thích trả quả gì đó rồi ông một kiện liên thấy vậy ông lấy cái bát không để trăm năm trăm người vô cái bát mà ông đưa lên cung trời quý gì để giấu lên trận khi tàn cuộc chiến dưới đây vua luli nó quánh xong rồi đem về là cái bát đó là 500 người toàn là máu không còn người ta nữa. thì cái nghiệp nó ở đâu ha thí dụ như cái nghiệp mình có rồi ở đâu cũng chết nếu cái nghiệp của mình người tu hiền thì có chư thần bảo hộ niệm phật có bốn thần thanh linh thường thường bảo hộ bên mình mộ khang như vậy mình niệm phật là khi mình niệm lên là có bốn vị thần đứng bốn góc đã che chở mình rồi nhiều khi cái nhà trống lỏng như thế này quý vị thấy chắc không có ai không có đâu là ông thanh sĩ nói là đạo sĩ liền chỉ tay vào dách một vị thần hiện cách tự nhiên vẽ quay nghi tay chống gươm thiên liền cắt giọng ngâm lên bài kệ cái dách không gì nè mà ổng chỉ một cái là là có vị thần hiện ra liền là ông ông thần đó ông ngâm bài kệ như thế này để bảo vệ hiền thể để tội phước ghi kể cho nên khắp nhà nhà đã có ta muôn bể có nghĩa là ở đâu cũng có ổng để mà ổng ghi tội với phước nó bảo vệ người hiền bởi vì là mấy bà con cứ ráng an tâm mà niệm phật lo tu hành nhất là phải niệm phật bởi vì là cái thời kỳ này tu pháp môn khác nó khó thiền tông là cũng im nhưng mà nó khác rồi nó khó những người thời nay là nó nó không có hợp với căn cơ căn cơ hồi xưa là người ta nghe là người ta tự chứng được còn thời nay thì nghe nó khó tu nó khó chứng hơn nó cũng giảng tốt nhưng mà nó khó chứng hơn như ông thanh sĩ nói là tám muôn bốn ngàn pháp vào thời kỳ mạt kiếp dễ tu có một môn mà niệm a di đà phật mọi tội lỗi tiêu tan các vọng tâm biến mất niệm phật một lòng thành đủ sanh về phật quốc nó có nghĩa là mình niệm phật một lòng thành làm được sanh về tây phương rồi hay là chỉ một niệm cầm lòng đi tới phật tây phương sẽ gọi đến tên chốn liên trì sen báo nở lên khi mãn kiếp ngồi trên chính phẩm Nữa là mình đi màng cũng phải ráng niệm phật hay là mình mặn hồ cũng phải niệm phật mình lao công cũng phải niệm phật cái nói chung là cái câu niệm phật này mình đi đâu mình cũng niệm được cái gì coi như là kể cái, cái chuyện này có kể rồi nhưng mà kể sơ lại cho bà con nghe nó cho nó thấy nó hay thở xưa bên quảng đông có cái ông đó thợ rèn tên là hoàng sanh khi mà ông là làm thợ rèn coi như là làm hoài vậy nó không có ngày ở không và cái bữa đó gặp ông sư đi ngang cái ông khắc thực <laughs> ông mới đem ra cúng dường thì cái ông sư mới khuyên đó là tại sao thợ rèn không chịu lo tu hành thì cái ông thợ rèn hoàng sanh mới trả lời là thưa sư con cũng thích tu lắm nhưng mà thời gian không có con không thể tu như mấy sư được ông nói là <laughs> ông thợ, ông sư mới nói là tại tôi chỉ ông một cách là ông tu bất cứ công việc nào ông tu cũng được nó vậy sao nó bây giờ ông niệm phật có nghĩa là ông thổi ống gió cũng niệm phật mà ông đập xuống cái búa ông đập xuống niệm phật nam mô a di đà phật mà khi ông thổi ống gió cũng nam mô a di đà phật mà khi ông cạo gọt nó cũng nam mô a di đà phật ông làm như hoài là thời gian là tự nhiên nó thành tựu là ông được giải thoát à thì ông thở rèn hoàng sanh nó nghe vậy ông mừng ông nói vậy là tu dễ vậy là con tu được bắt đầu ông mới bắt đầu từ đó là ông tu ông niệm phật ông đập cũng niệm phật đầm niệm phật hoài quý vị Cái như là mình tu trong công việc đó quý vị thì qua cái một ngày đó mà vợ ông mới nói là sao mà ông mà không thấy đủ mệt sao mà ông lại niệm phật nữa sao chịu nổi bắt đầu ông thợ rèn ông nói một câu này rất hay quý vị ông nói ngày xưa tôi không niệm phật à. tôi vô đóng lửa này mà tôi thổi ống gió là thấy nó nóng bực nó khó chịu lắm nhưng mà khi tôi niệm phật rồi tự nhiên thấy cõi lòng thanh thản nó dễ chịu vô lửa mà cảm thấy nó, nó cũng mát mẻ nó không có nóng nảy nó như hồi xưa nữa là khi cái câu niệm phật nó hiệu nghiệm như vậy và cái bà về vợ của ông thợ rèn mới cừ thì thưa quý vị những người mà có tu như vậy nó mới nắm được cái khoảng giai đoạn đó quý vị những người như uống nước mà dưới uống nước chung mới biết là nước đó nóng hay lạnh là tự mình biết đó chứ những nói với những người khác là người ta nghe chứ ta không có nắm được đâu thì con vợ ông thời đèn hoàng xanh cũng giống như vậy bắt đầu cái một ngày đó bắt đầu ông mới kêu người, người ở sớm lại nói là xin thưa quý vị là tôi sắp sửa là tôi đi về nhà của tôi rồi là vợ ông thời đèn nói nhà của chàng ở đâu không phải ở đây sao nó không nhà tôi ở tây phương bắt đầu cái em kêu người lại ông thời Rèn này không biết chữ nó kêu lại là, giết viết dùm bài kệ bắt đầu ổng ấy đọc lên nói là long công lan can luyện lâu thành gan thái bình cài cận ta về tây phan là có nghĩa là thái bình nó gần bên rồi nó gần bên chứ thiệt chứ hàng ngày ổng mà niệm phật như vậy đó là cái tâm ổng an nhiên tự tại thanh tịnh là thái bình nó nằm ở trong cái tâm ổng rồi nhưng mà nếu mà còn giảng sanh về đó thì cũng là im nữa quý vị thấy đó. thì ông thở rèn ổng giảng sanh luôn biết trước ngày giờ giảng sanh luôn thì mình nói chung là cái thời hiện đại 4.0 mọi người người mỗi người cũng đều phải mằng phải ăn chứ không phải ở không mà niệm phật được nhưng mà cũng phải là ráng niệm phật trong công việc của gì khi làm hồ xây cùng gạch cũng niệm nam mô di đà phật mà khi lặt rau cũng nam mô với đà phật hay là quý vị làm bất cứ gì cũng niệm phật được mà nếu là hàng ngày mà thâm nhập được như vậy là cõi lòng nó thanh thản lắm quý vị nhiệm màu vô cùng bởi vì Đức Phật nói đúng Thế gian này không có cái vui nào Bằng sự yên tĩnh của tâm hồn mình được Là công nhận Khi người đi tu tới đó Người niệm Phật tới đó thấy được Là không có lời nào mà tả nổi Hạnh phúc vô cùng Thì uh, chia sẻ quý vị bấy nhiêu lời Như mấy mươi phút qua Thưa quý vị Nếu có điều chi sơ sức Chắc cũng không có nhiều điều sơ sức lắm quý vị Thì mong quý vị là quan hỷ bổ chứng cho và tha thứ thành thật biết ơn quý vị thì tới đây cũng xin dứt lời cũng xin cầu nguyện hàng ngày cũng có tu hành cũng có cúng lại là xin nguyện đem công đức cho tất cả những người ở bên nước ngoài cũng như đang chiến tranh bị chết được phát bồ đề tâm và được phật tây phương tiếp dẫn nam mô a di đà phật